Đây là ngã năm Thái Bình, ngã năm chợ Thái Bình. À, mình chạy hồi cái ra tới trung tâm quận nhất rồi đây. Đường Nam Quốc Cang này xưa là Đặng Đức Siêu rồi. Trường Kết Đoàn này hồi xưa là tên là trường như là Phan Văn Minh đó bà con, trước năm 75. Đây là nhà thờ Nguyễn Sĩ. Con đường Tôn Đức Tùng này hồi xưa là đường Bùi Chu. Còn cái tòa nhà building này nè là hồi xưa là của ông Đội Có. Chúng ta đang đi trên con đường Nguyễn Trãi. Con đường này trước năm 1975 nó tên là đường Võ Tánh. Ai mới còn có một cái tấm hình nó chụp cái trên cái con đường này, hồi xưa xe hơi đậu ghê gớm lắm. Không hiểu sao hồi xưa trên con đường này xe hơi đậu ghê gớm lắm. Đậu nhiều hơn bây giờ luôn. Bên tay phải này xưa là tiệm phở 79 nè. Đường Nguyễn Văn Tráng này hồi xưa có trường sinh nhũ quân đội. Xin thưa với bà con, bác trường sinh nhũ quân đội này là hồi xưa là dạy cho không quân đó bà con, sĩ quan không quân đó. Còn có thêm một cái trường sinh nhũ quân đội Đồng Khánh nữa, dạy cho lính không quân cấp thấp hơn. Rồi có thêm một cái trường sinh nhũ quân đội nữa ở đường Phan Thanh Giảng á, là dạy cho hải quân. Rồi giờ mình quay qua đây, đây là con đường này, con đường Gia Long. Nắng quá trời nắng. Nhà hát nghệ thuật Hát Bội, đây là rạp này, là rạp Long Phụng. Con đường Trương Định, hồi xưa con đường này là tên là đường Trương Công Định. À, còn 2 giây, ba mẹ cậu tính dừng lại mà dưới bấm kẽn đuổi ba mẹ cậu đi. Ồ, bánh mì Ngọc Sáng nè bà con, còn bán bánh mì con cóc á. Nhà bánh ngọt Bảo Hiên Rồng Vàng. À, giờ cũng đóng cửa luôn rồi. À, bà con của bác nào muốn mua có thể gọi số điện thoại ở trên đó đó, đặt hàng họ gửi qua Mỹ luôn nha bà con. À, các cô chú bác ở bên Mỹ mà có muốn có thể gọi cái họ đặt rồi sau họ đóng gói họ chuyển qua Mỹ luôn. Chi phí thì mình tự chịu. Khu này là bắt đầu tới đây là bà con bác sẽ thấy Tây ở, Việt Kiều về ở, Việt Kiều về nước. Ở khu này nhiều lắm, Tây ở nhiều hơn. Thư viện khoa học tổng hợp. Bên đây là hồi xưa đó là chết mồ quên bả tên rồi.
cái gì mà chính ông Thẩm Phán ông ở đây nè bà con, mà mình còn quên tên nè. Còn đây là công viên Liên Hiệp nè. Tự nhiên tính nói cái tự nhiên ba mày còn quên ngang. Rồi bên tay phải đây là Bộ Quốc phòng, đối diện qua là nhà động viên à, đây ở đó đây là nhà động viên nè bà con. Còn đây là quân cảnh tư pháp nè, trước năm 75 á. Còn đây là Viện Khoa học Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh nè. Nơi đây là Thư viện Quốc gia đầu tiên nè. Bên kia là quán Katina. Trúng hàng luôn bà con. Quá may mắn luôn. Giờ tự nhiên đó quán đó chưa giới trẻ tới nơi chụp hình luôn rồi bà con. Từng góc nhỏ, từng góc gì là họ được đem ra. Ngay cả cái bậc thềm mà ba mẹ cậu thấy cũng ngồi được, làm thiết kế cái chỗ ngồi được là ba mẹ cậu cũng thấy quá hay, không thể tưởng tượng nổi. Còn đây là Vincom, hồi xưa ở đây là Bộ Giáo dục nè. Ôi trời đất ơi, thôi xong phim lại tập đầu quậy nữa. Rồi xin thưa bà con, bác hết một ngày ăn, hết một ngày lương luôn á, bị phạt kiểu này là hết một ngày chạy xe luôn. Tâm trạng đâu nữa mà chạy xe. Rồi đường này đường Hai Bà Trưng. Mình đi quẹo đây là con đường Lê Thánh Tôn. Ở đây là đường cấm đậu cấm dừng không nè bà con, mà đậu quá trời luôn nè. Đó, lát nữa công an nó qua lìa vào đây cái là dính cháu hết rồi. Đó bà con quá, hầu như là cấm đậu cấm dừng không á. Trời ơi, biển cấm tà bá kìa mà bà con quá ham đậu quá trời đậu. Bên kia đi bên kia xong rồi bắt đầu qua bên đây nữa là đó, mấy chiếc xe đậu đây nữa. Quá trời. Ôi gió. Rồi bây giờ mình ra tới đây rồi. Xin thưa bà con các bác, nơi đây là Ủy ban Nhân dân thành phố. Nơi đây là hồi xưa trước năm 1975 thì gọi là Tòa Đô Chánh. Còn ở các quận huyện người ta gọi là Tòa Hành Chánh, còn riêng ở đây gọi là Tòa Đô Chánh nha bà con. Bà con có bác có biết tại sao ta gọi là Tòa Đô Chánh không nè? Các quận huyện hay là của tỉnh Gia Định luôn, của các tỉnh thành luôn, người ta cũng chỉ gọi là Tòa Hành Chánh tỉnh Gia Định hoặc là Tòa Hành Chánh quận 3, quận 2, quận nhất, Tòa Hành Chánh Long Xuyên, Tòa Hành Chánh Gò Công, tỉnh Gò Công này nọ. Nhưng mà riêng ở đây tự nhiên gọi là Tòa Đô Chánh. Đây là bùng binh bùng kèn nè, giờ nó bự chà bá lửa luôn. Hồi xưa nó cũng là cái bùng binh nhưng mà nó không có bự vậy, giờ xíu à. À đây là Sài Gòn Tourist, hồi xưa ở đây công ty miễn thuế nè. Còn cái hầm này đi xuống hầm metro nè. À bên kia đó là nhà hát thành phố, hồi xưa là Quốc hội. Và sau này là Hạ Nghị Viện. À, đây là khách sạn Caravel. Còn đây là ngân hàng nè, hình như là ngân hàng Phương Nam á bà con. Không biết đúng không nữa, bà con có bác nhớ không? Trước năm 75, ba mẹ còn nhớ Phương Nam hay Đại Nam gì đó ta. Còn đây là hồi xưa là cái bốt cảnh sát công lộ nè. À, nơi đây hồi xưa là cái bãi đậu xe, giờ là một cái thảm cỏ, có cây đàn.
Bác Hai Giác này là cư Sabrin nè. Khách sạn 4 sao Continental. Đường này đường Đồng Khởi, hồi xưa là đường Tự Do. Khu này là khu du lịch đó, cho nên mà con bác sẽ thấy khách Tây đi du lịch nhiều. Ở đây nè, hồi xưa có cái rạp cine ở đây nè bà con. Rạp đó tên gì ba mẹ còn không nhớ. Có cái vũ trường trong đó luôn. Đường này là đường Nguyễn Thiệp. Hồi xưa là đường Nguyễn Thiếp. Đây là đường Đông Du. Hồi xưa là Thái Lập Thành. Bên kia là vũ trường Tự Do nè. Còn cái hotel Bông Sen này hồi xưa là tên gì ba mẹ còn không nhớ nè. Rồi đây là đường Mạc Thị Bưởi. Đường Mạc Thị Bưởi này hồi xưa là đường Nguyễn Văn Thinh. À, rồi nói chung là tới khu Sài Gòn này bà con có bác rành hết trơn rồi. Và các cô chú mà dân Sài Gòn là hầu như là rành đây là 6 câu dòng cổ rồi. Bây giờ ba mẹ cô uống cà phê. Ôi trời, nhà hàng xăm một lùm lùm mới ghê. Bỏ luôn nhà hàng. Giờ ba mẹ cô uống cà phê. Rồi mời bà con cô bác uống cà phê chung. Rồi đi dạo với ba mẹ cô. Con đường này là đường Lê Lợi. Mấy chị em văn phòng bây giờ chuẩn bị quay đầu vô làm lại đó bà con. Nãy giờ chúng ta đang đi buổi trưa mà mới 1 giờ mấy rồi, chưa đúng giờ đi làm. Việt Nam mình là 1 rưỡi mới làm việc lại đó bà con. Hèn chi. Giờ này là giờ mọi người đi ăn cơm trưa. Rồi à, bên kia kìa bà con bác thấy không? Kiếm góc chỗ nằm gác chân. Hình số 4. Lấy đung đưa nghiêu ngao, cuộc sống thì thoải mái ha. Có nhiều người á bà con.
Đây, nhà hàng Thanh Thế. Mình vào đây đường Tạ Hữu Thâu. Đi 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 qua đường, qua đường đó, có thêm đối tượng rồi đó, khách Tây không bà con đó. Măng cục. Hồi xưa bên tay phải này có hai cái tiệm bán vàng lá, Nguyễn Thế Năng với Nguyễn Thế Tài. Đây, nhận qua bà con quát xem ha. Ở đây bị công an phạt quá trời mà hôm nay vẫn đậu tiếp rồi bà con, quá thấy không? Hôm qua bị phạt đây quá trời luôn á, mà hôm nay vẫn đậu nữa. Trong khi đó đó, không phải là không có bãi đậu xe nha bà con, bên tay phải này có bãi đậu xe nè. À, bên tay trái cấm đậu nhưng mà bên tay phải này là có bãi đậu xe nè, nhưng mà không đậu bên đây. À, lại đậu bên đây. Cho nên bị phạt là đúng rồi. Hôm qua ba mẹ còn không để ý. Ba mẹ còn nghĩ rằng là tại sao cấm đậu đây rồi khách du lịch người ta xuống làm sao. Nhưng mà không phải bà con. Đó, bên tay trái này có biển bãi giữ xe nè. Xe hơi, xe ô tô gì đó, bà con bắt ghe đầu vô đó đậu. Chọn đây là có cấm đậu nè. Còn cái khúc á, muốn mà đậu nữa là cấm, không có thể cho đậu trước cửa bà con. Đó, cái bảng trên kia kìa, bà con bác có thể chạy xích lên đây nè, bà con bác dừng lại cho khách du lịch xuống. Đó, bắt đầu từ sau tấm bảng này nè, nơi đây là nơi cho khách du lịch xuống nè. Đó, như vậy rõ ràng, các tài xế bị phạt là khỏi, không có quan uổng gì hết á. Bây giờ thấy giờ Bến Thành là có sắp xếp hết, muốn đậu là có chỗ đậu nè bên tay trái. Rồi muốn cho trả khách xuống để đi tham quan có cái chỗ luôn. À, mà tự nhiên đậu phía trên kia chi cho bị phạt. À, cái mùa này mùa du lịch thấy không? Trên đường phố khách Tây đi du lịch quá trời. Ôi trời ơi. Rồi. Thank you.
hồi xưa là ngã 6 Sài Gòn, Nguyễn Thị Nghĩa này là Phan Văn Hùng.